Chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau giải mật thư kế tiếp. Cái khóa là biểu diễn Bia Ba Băng. Và bản tin thì như thế này. Nhắc đến Bia Ba Băng thì chúng ta sẽ liên tưởng tới cái gì? Nói biểu diễn Bia thì thường là chúng ta sẽ có sử dụng là từ cơ và bi. Cơ thì gồm có hai cơ, và đối với hai người đánh với nhau gọi là ba bốn cơ đó, tùy theo nhiều người. Còn ba băng bi ba ba bi da ba băng thì chúng ta có thể sử dụng là ba bi. Và ở đây thì người ta nói là biểu diễn thì có thể là chỉ là một người thôi, nên chúng ta sẽ có một cái cơ và ba bi. Thì đối với này thì chúng ta sẽ dịch theo cũng quy về bản mọt theo hình dạng của ký tự tích te. Ba bi tôi đường ra ba tích và cái cơ, một cái cơ thì đối diện cho một te. Thì ba tích chúng ta tương ứng với là ít và một te là tê. Thì chúng ta sẽ được khóa đó là ít bằng tê. Chúng ta lập bản tra ít bằng tê và tương tự. Rồi sau khi có bản tra xong thì chúng ta sẽ dịch mã g sẽ bằng h, sách bằng a và được kết quả như thế này. Cuối cùng chúng ta sẽ được bạch văn đó là hạ trắng. Đối mật thư thì chúng ta sẽ liên tưởng đến nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề ở trong cuộc sống, vận dụng tất cả những kiến thức chúng ta học để chúng ta biết, để chúng ta dịch. Trong quá trình dịch thì chúng ta có thể thử nhiều lần và nhiều cái phương án khác nhau, đạt kết quả có nghĩa thì chúng ta thực hiện. Đôi khi thì một mật thư có thể là lồng ghép nhiều lớp mà chúng ta cần phải giải nhiều lớp. Chúc các bạn thành công.